Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta lại gặp nhau trong video hôm nay. Khác với các video phân tích thị trường, nhận định hàng ngày, thì video hôm nay sẽ là một video review dòng cổ phiếu ngân hàng. Sau khi qua thời gian lọc và phân tích, thì mình đang kỳ vọng rằng là cái dòng cổ phiếu dòng ngân hàng này sẽ là một cái dòng leading thị trường. Đấy. Thì thông thường trong tháng 4 và các quý 2 hàng năm thì dòng ngân hàng sẽ có các cái con sóng. Có thể nhỏ, có thể lớn nhưng mà đều đem lại các cái mức lợi nhuận khá là ấn tượng cho nhà đầu tư. Đấy, thông qua hai cái nhân tố đến từ việc chia cổ tức và cái kế hoạch lợi nhuận trong năm 2022. Đấy, thì hôm nay đứng trên góc độ phân tích kỹ thuật, video mình sẽ review cả dòng cổ phiếu, tất cả các mã cổ phiếu dòng ngân hàng. Đấy. Ok, thì trước tiên mình sẽ có một cái bảng watchlist danh sách cổ phiếu dòng ngân hàng ở trên Fian, thì mọi người có thể là tự lập xem. Và cái phần chúng ta sẽ trao đổi với nhau đầu tiên thì chính là cái phần về các cái tiêu chí. Thì trong một dòng cổ phiếu muốn dẫn dắt thì mình sẽ chia ra làm 3 loại. Thứ nhất là đây này. Đấy. Thứ nhất là các dòng cổ phiếu, các mã cổ phiếu leading. Đấy, thì thông thường thì các mã cổ phiếu leading sẽ là các cái mã cổ phiếu khỏe nhất, mạnh nhất và đem lại cho chúng ta cái lợi nhuận lớn nhất. Đấy, thì sau khi mà phân rõ được như này thì chúng ta sẽ lọc các mã cổ phiếu như thế để chia ra. Đấy, tiếp theo là dòng thứ hai. Đấy, các loại cổ phiếu thứ hai là nắm giữ và có tiềm năng trở thành leading. Có nghĩa là các mã cổ phiếu thông thường nó sẽ chạy sau các mã cổ phiếu leading này. Và cuối cùng là lướt T cộng. Đấy, thì các cái mã cổ phiếu lướt T cộng thì chúng ta cũng sẽ có các cái tiêu chí riêng. Về cái phần tiêu về cái phần cổ phiếu leading này thì tiên là mình sẽ đánh giá theo cái hình thái MACD, có nghĩa là cái mã cổ phiếu này nó sẽ vượt lên MACD. Thứ hai là MACD cắt lên trên, cắt lên trên đá cắt lên trên không, thì chúng ta sẽ có hai dạng, một là theo ngày, theo khung ngày, và hai là theo khung giờ, hai là theo khung tuần. Đấy, và thông thường thì các mã cổ phiếu nào mà nó cắt MACD cắt lên khung tuần thì nó sẽ cho mình cái lợi nhuận rất là tốt. Ví dụ như ngày xưa lại có STB này, mình đã bắt STB theo cái dạng mà MACD khung tuần đã cắt lên được cái ngày 20 tháng 12 này. Đấy, thì chúng cho chúng ta một cái dạng cho chúng ta một cái nhịp tăng rất là tốt đến 28,48%. Đấy, tiếp theo là có mẫu hình. Thì thông thường một mã cổ phiếu mà có mẫu hình thì nó sẽ khiến cho cổ phiếu tăng rất là tốt và tăng bền. Đấy, thì đấy là các tiêu chí của các mã cổ phiếu leading. Thứ hai là các mã cổ phiếu về nắm giữ thì nó thì hình thái MACD chỉ cần nằm trong thôi. Đấy. Và MACD thì cắt dưới không này. Đấy, mẫu hình thì cũng không cần có mẫu hình. Đấy, khi nào mà nó đạt được mẫu hình thì mình sẽ chuyển nó lên đằng các cái mã leading. Tiếp theo là lướt T cộng. Lướt T cộng thì MACD thì hình thái MACD chỉ cần nằm dưới. Đấy. MACD thì cắt lên dưới không và không có mẫu hình. Đấy, và không có mẫu hình về giá nhưng mà sẽ có mẫu hình về phân kỳ. Thì một trong những cái mã cổ phiếu mà đang hiện tại mình vừa lọc qua trong ngày hôm qua là với như CTG này. Đấy, thì đều có các mẫu hình sẽ phân kỳ như này. Thì trong thượng thông về thông thường thì các mã cổ phiếu này nó sẽ cho mình một cái nhịp T cộng cũng khá khá từ 10 đến 15%. Thì chúng ta có thể là xem xét tí nữa chúng ta lọc. Ok, thì các cái tiêu chí như này rồi, mình sẽ kéo sang bên này và mình sẽ bắt đầu đi chúng ta cùng cùng nhau đi thực hành. Trước tiên là với HD Bank, mình ở để ở đây không phải là có mục đích gì mà để ở đây chỉ là theo cái bộ lọc tăng giá thôi nhé. Đấy, bộ lọc tăng giá. Trước tiên là HD Bank thì đánh giá theo cái tiêu chí đầu tiên. Này, đánh giá theo cái tiêu chí đầu tiên đó chính là cái giá của nó thì đang ở dưới MACD. Đấy, thì chúng ta đây đang ở dưới MACD này. Đấy, MACD thì sao? MACD thì đang cắt ở dưới lên trên thôi, đang cắt ở dưới lên trên và không chưa tới không. Thì và cuối cùng là có mẫu hình phân kỳ. Như này thì trước tiên là chúng ta sẽ đưa HD Bank vào tiện lướt T cộng. Đấy, đây là các mã cổ phiếu để lướt T cộng cho chúng ta rồi. Mình cứ ghi vào để cái dạng chart bên màn hình bên trái trước, của tí nữa mình sẽ gửi cho mọi người tổng hợp nhé. Tiếp theo là VBank. VBank. Thì với VBank thì chúng ta có cái dạng là trước tiên là đánh giá theo MACD, thì cái MACD nó đang ở bên dưới giá ở bên trên, có nghĩa là cái mã cổ phiếu này thì hình thái MACD thì nó đã vượt MACD rồi. Đấy, tiếp theo là MACD thì chúng ta thấy rằng là MACD thì nó đã cắt ở trên không rồi, đây là một mã cổ phiếu tương đối là khỏe.
và cuối cùng là mẫu hình. Thì nếu mà mọi người ở đây với VBank thì chúng ta bật cái khung tuần lên đấy, thì mọi người nhìn thấy rằng là nó đang giao dịch trong một cái mẫu hình VCP thu hẹp. Đây là một mẫu hình khá là phổ biến với các siêu cổ phiếu trong giai đoạn trước thì chúng ta có PVS rồi đấy, đều mang lại cho chúng ta cái lợi nhuận rất là kinh khủng đấy. Thì đây là với VBank này đấy. Đây là mã cổ phiếu mà có mẫu hình vượt nền đấy, cho nên là mình sẽ đưa VBank vào cái đoạn watchlist là leading thị trường nhé. Đấy, và cái mã cổ phiếu này chúng ta sẽ cần theo dõi chặt chẽ ở trong trường hợp mà nó vượt lên cái vùng break luôn đấy, break khỏi cái vùng kháng cự ở vùng 38.8 này, chúng ta hoàn toàn có thể là kênh mua được. Đây là với VBank. Tiếp theo là với NBB. NBB thì mã này mình sẽ không đánh giá vì cái thanh khoản nó tương đối là thấp và mình cũng không cần phải đầu tư quá nhiều vào cái mã cổ phiếu ngân hàng quốc dân này. SHB là một trong những ngân hàng cũng nổi tiếng trên thị trường, tuy nhiên rằng là cái dạng đánh của nó thì nó cũng khá là khó chịu đấy, và thông thường thì nó hay đánh ATC cho nên là mình cũng loại bỏ luôn. Thì thông thường mình hay tham gia với các cái mã cổ phiếu nó trading đủ dễ dàng đấy, không quá khó khăn hay đánh ATC. Tiếp theo là TPBank, thì chúng ta thấy rằng là phiên thứ sáu TPBank đã vượt cái MACD rồi, nên là chúng ta sẽ đạt được cái điều kiện thứ nhất đấy chính là vượt MACD. Thứ hai là MACD, thì MACD đã cắt lên không, chúng ta nhìn thấy ở đây đã chạm vào không rồi, chạm vào được không rồi. Và mẫu hình thì TPBank chưa có mẫu hình đấy, chưa có mẫu hình và có một cái kháng cự ở đây đấy, thì trong trường hợp mà vượt qua cái vùng kháng cự ở đây vùng 42.3, vùng 2.4 thì chúng ta có thể là xem xét kênh mua khi mà vượt qua cái mô hình ở đây và vượt qua được đấy. Đây là với TPBank. Thì với TPBank thì mình cũng thêm vào cái mục là leading thị trường nhé, leading của dòng nhé, bởi vì nó đã đầy đủ ít nhất là hai điều kiện, 2/3 điều kiện rồi. Tiếp theo là với BIDV này, với dạng chart của BIDV thì chúng ta thấy trước tiên là giá đang nằm trong mây đấy, đang nằm trong mây. MACD thì cũng cắt lên, MACD thì cắt lên nhưng mà cắt lên chứ không rồi, cắt lên ở trên ở đây là nó cắt lên ở vùng không rồi. Tuy nhiên thì nó chưa có mẫu hình gì, đấy, chưa có mẫu hình gì, chỉ có một cái là vượt qua cái kênh giảm ngắn hạn này thôi. Đấy, thì với VDBank thì mình sẽ thêm vào dạng nắm giữ với bit CTG này, thì vừa như tôi nói rồi, đấy, giá là dưới mây, giá là dưới mây chi, có phân kỳ, có mẫu hình phân kỳ và MACD thì cắt lên nhưng chưa chưa, chưa trên không, thì mình sẽ thêm cái dạng CTG vào cái gì mà T cộng. Tiếp theo là VIB này, VIB thì chúng ta thấy là đang vượt lên MACD đấy, có cái vùng ở đây, có vùng kháng cự ở vùng này và nó đang tiệm cận đến vùng kháng cự và đang giao dịch thì tương tự như là VIBank đấy, mà MACD thì đã cắt trên không rồi đấy, thì cái mã cổ phiếu này thì mình sẽ thêm vào cái dạng leading của dòng cổ phiếu VIB. Tiếp theo là STB này, STB thì đang giao dịch trong mây đấy, trong mây và có mô hình phân kỳ như này thì mình sẽ thêm vào cái dạng là nắm giữ, thêm vào dạng nắm giữ thôi. Mã này thì còn chưa mua được theo phân kỳ cơ, đấy, còn chưa mua được theo phân kỳ nhưng mà nó sẽ là vì ở trong mây cho nên là nó sẽ thuộc cái dạng là nắm giữ nhiều hơn là đánh T cộng. Ok, STB, MSB này, đấy, MSB thì cũng đang có phân kỳ ở đây rồi, chúng ta nhìn thấy là hai cái đáy sau đấy thấp hơn đáy trước và MACD thì các đáy sau của MACD liên tục, thì đây là cái dạng về phân kỳ rất thích hợp cho việc đánh T cộng cho nhà đầu tư nào nhanh tay lướt sóng. Thì với MSB thì mình cũng thêm vào cái bộ này, đấy, bộ lướt T cộng với giá dưới MACD, MACD thì đang phân kỳ và đang cắt tên nhưng chưa dưới trên mẫu hình phân kỳ. Tiếp theo là Techcombank này, Techcombank thì tương tự thôi, cũng đang ở trong dạng phân kỳ. Tuy nhiên thì chúng ta cần lưu ý hơn với Techcombank khi mà đây là một mã cổ phiếu dòng ngân hàng và nó là một trong những mã cổ phiếu rất là nổi trội đấy, có kết quả kinh doanh ấn tượng và đội ngũ ban lãnh đạo hay là đội ngũ nhân viên làm việc rất là tích cực, cho nên rằng là với Techcombank thì mình sẽ lưu ý hơn với mã cổ phiếu này, chúng ta sẽ thêm vào trong ngoặc, thêm vào trong ngoặc để nếu mà trong trường hợp mà nó mã cổ phiếu này nó đi theo cái dạng nó bật lên rất là mạnh và nhanh thì mã cổ phiếu này chúng ta sẽ đưa ngay vào cái watchlist là leading thị trường, vì thông thường các mã cổ phiếu có cơ bản tốt thì nó sẽ quay trở lại cái đà tăng nó rất là nhanh. LB Bank này, LB Bank thì như này chúng ta thêm vào luôn là cái dạng tính T cộng thôi. Đấy, giá dưới mây, giá dưới mây và CD thì đang hình thành phân kỳ không và có mô hình phân kỳ. LB Bank
ABB thì cái dạng chạc như này chúng ta hạn chế nên tham gia nhé. Đấy, nó cứ hay vẽ chạc như này chúng ta nên tham gia. SSB thì hay thì có cái thanh khoản nó rất là thấp, cũng được 2 triệu cổ. Nhưng cái dạng này là dạng bo cung, gần như là bo cung nhé. Chúng ta nhìn thấy cái dạng chạc, cái dạng vôn của nó đều chằn chặn như này là một trong những cái dạng hàng bo cung, nó quay tay thanh khoản thôi. Chúng ta cái dạng này cũng nên hạn chế tham gia. Tiếp theo là OCB, chúng ta nhìn thấy ngay là đang có thể đánh T cộng được, chứ còn để nắm giữ dài hơn một chút hay là để leading thị trường thì tương đối là khó trong giai đoạn này. Đấy, là cái mẫu hình chúng ta xem hết rồi. MBB, đấy, lâu lắm rồi mới tìm được một mã leading tiếp thị trường này. MBB thì đang có cái dạng là vượt MACD, đấy, vượt MACD và MACD đã cắt lên trên không rồi. Đây là một cái dạng cổ phiếu tương đối là khỏe, nên chúng ta sẽ thêm vào cái vùng leading thị trường. Mặc dù là nó chưa có các cái mẫu hình đâu, mặc dù chưa có mẫu hình, nhưng mà thông thường thì có cái kháng cự ở cái vùng 34, 34.2 này. Đấy, thì nó chỉ cần vượt lên thì chúng ta sẽ có một cái mã cổ phiếu nó rất là mạnh. Với MBB thì mình sẽ thêm vào đây là leading thị trường khi mà đầy đủ hội tụ hai cái yếu tố rồi. ACB, ACB thì rõ ràng là cái dạng chạc đánh lướt T cộng rồi, nhưng mình sẽ thêm vào luôn chứ không back test lại quá nhiều nữa. ACB, BVB, BVB thì tương tự nhé, tức T cộng, không back test lại quá nhiều nữa. Vietcombank đây thì cũng tương tự thôi, giá dưới mây, giá dưới mây mà CD thì vẫn đang ở dưới không và có hiện tượng cắt lên, nhưng mà cái hiện tượng này thì chỉ dành cho đánh T cộng là chính thôi. EIB thì cái dạng đánh nó rất là khó khăn nên mình cũng không đưa cái mã này vào cái để phân tích. Đấy, các mã cổ phiếu còn lại của dòng banh thì nó thanh khoản nó rất là ít. Ok. Ok, sau khi mà lọc xong thì chúng ta có cái bảng như này. Đây đây là các cái mã cổ phiếu theo mình sẽ là leading của thị trường trong giai đoạn tới. Rồi là nắm giữ thì chúng ta có BID này, có STB và lướt T cộng thì ai nhanh tay thì có thể là kênh mua các mã như này. Đấy, HD Bank này, CTG này, MSB. Và một mã cổ phiếu mà chúng ta cần quan tâm đó chính là thằng Techcombank. Đây là mã cổ phiếu làm ăn tốt nhất của thị trường. Tuy nhiên thì trong giai đoạn này thì về đánh giá theo cái giá đồ thị thì nó hơi yếu hơn một chút so với các mã khác. Đấy, thì chúng ta có thể là theo dõi thêm Techcombank. Ok, thì như vậy là mình cái bản tin của cái video của hôm nay đã kết thúc. Thì mong rằng là qua cái cách review hay là qua cái cách đánh giá tiêu chí nhỏ của mình đã giúp cho mọi người thêm cái góc nhìn trên theo cái phân tích kỹ thuật để mọi người có cái quyết định mua bán hay là giao dịch hiệu quả hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.